Vâng, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, đây là trận thi đấu thứ 7. Và... ôi rồi, qua trận này thì nó lệch lắm. Lệch cực kỳ luôn. Và tại sao tôi lệch thì tí các bạn xem. Exit của EE và cho son của chim sẻ. Quân này là lệch lắm đấy. Kèo đấu này tôi còn sợ hơn kèo đấu xem cho son. Bởi vì Exit là quân nó cực kỳ khác những quân thuần chém. Do là Exit có hôn mã cực kỳ khỏe các bạn biết rồi. Và quan trọng đó là con phù tầm xa là mắc bình của thế giới. Đây ba đến con phù của Egypt tầm xa là 10+3. Nó hơn cả cung A của Minoan. Nên để có thể chém được Egypt là chuyện gần như là không thể. Rồi, chúng ta đến với trận đấu này. Chúng ta xem sẽ khắc phục bài khó này như thế nào. Hiện tại thì thông tin tôi nhận về tỷ số hiện tại là 4-2 dành cho 1. Rất tốt. Nhưng ít nhất anh sẽ một có một tỷ số hòa rồi. Tôi hy vọng anh sẽ có một chiến thắng đầu tiên. Chiến thắng một trước một game thủ cứng cựa. Đó là game thủ BB. Vâng, Egypt. Egypt và cho sọt. N1 chắc chắn đã có điểm rồi. Và Sẻ cũng đã chắc chắn có 3 điểm. N1 chắc chắn có 1 điểm rồi. Và vọng N1 có thể giành được 3 điểm ở trong vòng đấu thứ 9 này. Vâng, kèo đấu này mà nếu như mà Sẻ không phải đối đầu với He mà đối đầu với một cái thủ mà yếu hơn thì có lẽ rằng tôi sẽ soi mảnh máy cái thủ N1. Ngày mai tôi đang có linh cảm là khả năng ngày hôm nay cao thì cái thủ N1 sẽ có 2 chiến thắng. Buổi chiều thì N1 phải đầu với game thủ chiều N1 đánh thằng nào chứ ạ? Thôi chết rồi. Và như vậy là buổi chiều N1 phải đối đầu game thủ Cam Quýt. Vâng, một game thủ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng ngày mai Starlink. Ở trong giải đấu này thì hiện tại thì Cam Quýt mới chỉ để thua đúng một game thủ thôi, đó là game thủ chim sẻ. Nhưng mà phong độ Cam Quýt trong giải đấu này cũng rất là cao. Một trong game thủ có khả năng solo rất cứng. Chúng ta đến với trận này, đây rồi. Một trận mà không bài không phải đẹp của ông, vâng, của chim sẻ. Một trận mà hai đàn hiêu. Vấn đề là không đủ lùa về. Nhưng mà sẽ có một chiếc BS nhân đôi. Một con voi, ba đàn hiêu, một bảo phụ. Nhưng mà là cũng tạm ổn. Không phải là quá xấu. Đây là chiếc BS đầu tiên. Và BS đây chưa. Một chiếc BS nhân 2. Thường thường thì rất nhiều các thủ không thích ăn cái đàn hiêu tại chiếc nhà BS đầu tiên của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ăn cả đàn hiêu này thì nó sẽ tình trạng nó bị tắc. Nó rất là khó chịu. Thường các thủ sẽ không thích một cái đàn hiêu nó như thế này. Mà thường thì sẽ ăn nó tách riêng ra. Vâng, câu thử con voi này về. Đây là con voi đầu tiên tại nhà chính của chim sẻ. Và sau đó sẽ cắt dần bãi quả chính ra để ăn hoang bãi quả phụ. Không, con voi đã quay đầu một tiếng vẩy 2E không. Nhưng mà là không. Tên này mà vẩy 2E thì con vò nó sẽ đứng lại. Nhưng mà tôi không thấy có tình huống vẩy 2E dành cho chim sẻ. Không, con vò nó cũng vẫn rất ngoan đấy chứ. Nó không quay đầu quá xa. Dần một bài đánh mà tôi nghĩ rằng sẽ đánh 28 dần tôi không bất ngờ, bởi vì đây là bài đấu mà không đồ lùa về từ sớm. Bài đánh ít dần thì cũng lên đời muộn thôi, đánh nhiều dần thì nó khác biệt một chút, đó là lên đời muộn nhưng mà lực khỏe hơn. Kích đời chưa? Vâng, như vậy là 8-43 sẽ kích đời với 26 nông dân của cho son. Trận này 100% hè sẽ anh cung. À không, đánh chém. Không biết anh cung hay anh chém nhưng mà chắc chắn sẽ có phù. Khẳng định sẽ là như vậy. Sở trường của Egypt đó là phù. Khả năng đào vàng của Egypt cũng rất bá đạo. Vâng, 3 nông dân Egypt đào vàng thì bằng 5 nông dân của dân bình thường đào vàng. Thậm chí bằng 6 con. Và có thể tính như kiểu là Egypt đã có một cái đào vàng ngay từ đời 1 rồi. Có một đào vàng ngay từ đời 1. Lợi thế hơn hẳn với các quân khác. Một trận ngoài thấy sẽ là muốn dâng cái gì đó. Thế mà bà này đánh phải bắt buộc phải dâng. Không dâng thì không thì thắng nổi. Đánh càng lâu thì ra Egypt càng có lợi thế. Khi mà ra được hỗn mã kẹp với những con phù thủy thì dường như là cho son thì chẳng có tí cửa gì cả.
Kể cả có chuyển có một váy thì vẫn không có tí cửa. Một trận đấu kích đầu 11 của chim sẻ nào. Và ngày hôm nay em thi đấu 7 trận thì 6 trận kích đầu 10. Một trận kích đầu 11. Phong độ là khá ổn. Bắt đầu cắt dần dàn vàng, có lẽ là 6 con đồng dần rồi. Có thêm bãi quả phù ăn hoa. Vẫn chặt gỗ bình thường ấy, phong cách bằng nó đúng là phong cách. Phong cách của chim sẻ trận nào thi đấu em lên chặt gỗ. Gần như là cả 7 trận đấu em đều nâng chặt gỗ ở trong những thời điểm đầu tiên. Và gặp nhà He He rồi. Dường như He đang kéo sân về. Ăn thêm bãi quả. Hình như ăn dần vâng ăn thêm bãi quả khi mà tôi thấy He đang cầm bằng những con nông dân của He đang xách những chiếc giỏ vào đây rồi. Bãi quả ăn hoang của He He và gặp ngay hàng sư tử. Có giúp không? Vâng, ý tôi là giúp sư tử không? Con ngựa giò chỉ có công và He đang... Vâng, He đứng giò thủ. Rất tinh quái. Không, He dưới không giò thấy hai con nông dân này. Như vậy là giò thủ đến từ He. Tốt. Vâng, He đứng thủ 100%. Bãi vàng đã thường thấy đến từ đến thủ He. 1 BP trước. Xó, không, 1 BA luôn. 1 L bánh xe. Lực khá khỏe. Tham lai, He chưa lên đời, trong đó sẽ đã lên đời rồi. 1 A, 1 B. Bánh xe. 1 L, 1 A, 1 B. Bùa cầm phù thủy được xây ở phía bên trong. Rất khó chịu. Cầm phù thủy dường như nó sẽ là bất con nhà bà tử. Cửa vẫn là khó dành cho chim sẻ. Mặc dù đang công khá nhiều nhà lên. Vâng. Có thể thấy He rất quái khi mà He không ăn hoang cái bãi quả này. Và các bạn thấy sẻ đang làm gì. Sẻ làm gì các bạn cũng nhìn thấy rồi đấy. Nâng cấp công an một váy. Và phải chăng sẽ là công an một váy lên nhà của He. Điều rằng bài này có tỏ ra hiệu quả hay không. He dường như đang đi ăn hoang ở đâu đó. Một cái bè khác. Có được không? Một tình huống đi lỗi phù của chim sẻ. Không phù được con lạc đà. Ui giời ơi, con phù Egypt kìa. Ui giời, nó phù siêu xa luôn. Không được rồi. Rất khó các bạn thấy Egypt. Ránh theo kiểu vâng có cả sọc đơn luôn. Như vậy là bánh xe đã có và có cả sọc đơn rồi. Khó dành cho chim sẻ vâng tới hôm qua. Vâng khó khó. Đánh phủ chay khi không ăn được vâng He về rất hay và sẽ không có cửa. Tỷ số được dần còn 5-3. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Trận thi đấu cuối cùng. Trận đấu thứ 8.